này hiền giả ông có thể thành tâm quy mạng tam bảo nói như thế này nói thế này quy phật lưỡng túc tôn quy pháp ly dục tôn quy y tăng chúng chúng tôn đây là vua trời để thích dạy phương pháp tam quy à. tức là bây giờ không có nhiều thời gian mà nói chung ở trên Phật pháp trên đó cũng không có vua trời để thích thì biết À, biết là có pháp tam quy thì dạy ông quy y tam bảo quy tam bảo đơn giản nhất là gì đọc ba đọc ba lần quy phật lưỡng à, tục tôn quy pháp đi dục tôn quy y tăng chúng tôn cho nên quý vị nào nghe đoạn này á thì quý vị mới hiểu là tại sao hòa thượng tịnh không mỗi lần giảng á trong tịnh độ đại kinh á là có truyền về tam quy đây bên nam truyền họ làm rồi đó ngắn gọn nhất là như vậy đó quý vị quy phật quy pháp quy tăng quy y Phật lưỡng túc tôn có nghĩa là gì lưỡng túc là hai cái điều tôn quý trong mà hai cái chân tôn quý nha túc mà chân à phải hai điều tôn quý gọi là phước trí nhị nghiêm Đức Phật có hai điều tôn quý vượt hơn loài người chư thiên tất cả Bồ Tát A La Hán gọi là mười pháp giới thì trong mười pháp giới Phật là quý nhất vượt hơn mười pháp giới nếu mình nói thì nói theo đại thừa thì trong đó hai điều công quý nhất đó là gì? phước trí nhị nghiêm phước của ngài đứng đầu trí của ngài cũng đứng đầu cho nên gọi là lưỡng túc tôn câu mà quy phật lưỡng túc tôn có nghĩa là gì con xin quy phật đấng có hai điều tôn quý à, tôn quý nhất à, quý vị hiểu không ạ chứ không mình đọc không mình không hiểu rồi thứ hai là quy pháp đi dục tôn quy pháp hay còn gọi quý đạt ma đạt ma nghịch nghĩa nghĩa là pháp pháp thì sao à, ly dục tôn là cái tôn quý trong những cái điều ly dục tức là riêng xa lìa tất cả những gì những cái ham muốn của thế gian vượt qua những cái dục lạc của thế gian gọi là ly dục tôn tại vì các pháp thế gian đưa người ta đến hưởng dục còn Phật pháp thì đưa người ta ra khỏi cái hưởng dục nhưng mà hưởng cái dục thối thắng phù thắng và dục lạc thối thắng là gì là mới là cực lạc còn thế gian hưởng những cái dục đó là không có tôn thắng, quý vì sao dục nó sẽ gây đọa lạc ví dụ như người thế gian đó không hưởng hụt lạc rồi chết đúng không đọa lạc hưởng càng nhiều thì càng đường sanh tử càng nhiều ví dụ người mà tham đắm tài uh, tiền tài thì đợi đâu đọa vào ngoài ngã quỷ à, tài sản tham tham nhân tham người tham nắng sắc dục nam nữ thì đọa súc sanh rất nhiều đó, tại sao vì cái gì? tham đắm của nó nó đi vào đó thôi đó cho nên là gì cho dù dục lạc của tam thiền dục lạc của tứ thiền cũng là đọa lạc trong luân hồi mà thôi cho nên những cái pháp đó không có tôn quý chỉ có phật pháp mới là tôn quý cho nên quy y pháp tức là quy y phật pháp đó giáo pháp của phật đó là là cái pháp mà giúp cho chúng ta lìa được dục cho nên đó mới là pháp tôn quý quý vị nghe vậy á thì quý vị mới hiểu được tam quy y của hòa thượng đọc truyền quý vị mới thấy cung kính lời đó còn bây giờ hòa thượng cứ đọc tam quy y cứ, trong các bài giảng tịnh độ đại kinh nhưng mà chúng ta ngơ ng ng ngác đâu có tôn trọng đâu vì sao không hiểu không hiểu đọc mà. mà cái đoạn đó dịch cỡ nào cũng không đủ ý hết vì sao và thường đọc nhanh vậy làm sao dịch được dài được như thiện trang nói được Chứ cái dịch ý dịch tạm ra thôi cho nên nhiều người không học cái đoạn này cũng đâu biết đúng không quý vị đấy cái gì thiếu sót rất nhiều cho nên mình nói mình học cao nhưng mà thật ra ngay cái căn bản mình cũng không nắm được quy y tam quy mình cũng chưa nắm được nữa đừng nói vậy rồi thứ ba là gì quy y tăng chúng trung tôn quy tăng là quy y tăng đây có nhiều ý nghĩa đúng không à, phật pháp tăng tăng là những người là tôn quý à, chúng tôn quý đây là ý nói là quy y trên sự còn tăng là thanh tịnh à, tăng là thanh tịnh thì cái thanh tịnh này rất là đã. thanh tịnh và hợp thì tôn quý thì trong các đoàn thể thì đoàn thể tăng là, là tôn quý nhất là trong các cái tôn quý cho nên là tăng là chúng trung tôn và tôn quý trong tất cả các hàng chúng quý vị hiểu đúng không ạ đó, cho nên là quy phật quy Hóa tăng đọc ba lần vậy thôi được rồi quy xong rồi đó à, trên chư thiên à, tiền vậy là xong rồi cũng đâu cần có phật đâu tiền đâu mà gặp mà vua trời đó lự chỉ chỉ tự quy luôn đó có gì không pháp tam quy tự quy được mà đó đó là như, không có phật pháp bây giờ tự quy ý đó ý là vậy cho nên ở đây nói ra đó vậy là dạy ông phương pháp quy nào chắc ông mừng lắm ông sẽ thực hiện thôi lúc đó vị trời ta vạc nặng pháp ấy vì sợ sự chết sợ đọa vào súc xanh à, ở đây này nguyên văn là bà, bà bàn xanh chúng ta dịch ra súc xanh cho quý vị rõ hơn bàn xanh là ở đi ngang ví à, dụ mấy con mỹ mấy, thì thấy con vật nào cũng đi ngang hết á cái xương sống nó đi ngang chứ đâu đứng như mình đâu mình là người đó, đi đứng đó, không còn con, con chó không gì nó cũng đi ngang hết cho nên gọi là bàn xanh bàn xanh còn ý nghĩa nữa là những loài này tâm nó không được ngay thẳng cho nên nó nó đi ngang đó là bàn xanh nhưng mà đây chúng ta tạm dịch là xúc xanh cho rõ hơn đó, xúc xanh nha à, bây giờ nha sợ đọa vào sợ, sợ vì sợ sự chết sợ đọa vào xúc xanh nên bạch với đế thích rằng đó là mình nói liền bạch với vua trời đế thích thưa ngài kiều thi ca đó, Kiều Thi Ca là tên của vua trời đệ thích hiện tại. Đó, quý vị biết Kiều Thi Ca thật là tên của vua trời đệ thích á, nên là thưa ngài Kiều Thi Ca. Nay tôi quy Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chúng trung tôn. Đó là ông đối diện với trước vua trời đệ thích ông quy Đây cái cách quy đơn giản nhất. Cho nên là đến lúc khi mà, mà sắp mặn chung á, gia đình mình á. Ở quý vị nếu mà có thể người nào mà chưa quy tâm bảo đó quý vị nhớ nhắc cho họ quy tâm bảo để dây duyên Đã? thì có thể nhờ cái công đức quy y đó cũng được lợi ích rất lớn như trong kinh này chúng ta sẽ thấy công kinh này nó được lợi ích lớn lắm à, cho nên à, Sẽ cũng đó có thể quy y người ta, ta, ta lúc đó là không cần phải nghe tìm ta thầy tìm người kia nữa thầy thầy không kịp nữa rồi bây giờ cứu người hơn quan trọng hơn nha cho nên là lúc đó có thể tự quy y và dạy cho người ta quy y đây là một pháp hỗ trợ niệm đó quý vị để ý ha chúng ta học rất nhiều lợi ích trong bài không không